Thái mà thắng ly á là anh với lại anh Điền ở Phải quán cậu hứa bảy với lại thua hai chai anh nước, Mạnh chứ thua chung hai nước chai nữa. nha. Quản lý phải hứa nó em Đúng đúng. rồi, bên đây thua thì Còn ngược ở lại. đây ăn á thì bên kia phải ngược lại. Ngu Mẹ cái gì lại đây, nhiệt tình đi lấy chưa mà sao thua được, sao thua được. Anh đừng đánh trong mấy bộ anh. Thịnh Gồm có bán khô cá lóc cả nhà, cả nhà mua về mình chiên lên nè, nướng lên nè, bóp gỏi xoài nè, gỏi đu đủ nè, hoặc là mình chấm với lại là mắm me ớt, cả nhà mình ăn cơm hoặc là nhậu cũng đều cực kỳ bắt bài cả nhà mình nha. Thì ngoài ra Thịnh Gồm còn có bán thêm là sản phẩm giảm cân nè, giảm mỡ bụng nè, tiêu khô nè, dầu gió Singapore nè, và đặc biệt Thịnh Gồm còn có bán thêm là mật ong rừng nguyên chất 100% từ thiên nhiên cả nhà mình nha, mua về để sử dụng hoặc là để làm thuốc cực kỳ tốt cả nhà mình nha. Ai cần sản phẩm nào thì gọi điện trực tiếp gặp Thịnh Gồm hoặc là kết bạn với Zalo với Thịnh Gồm. Thịnh Gồm cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Kêu nước cho nồi đi, làm không thì ông Điền kêu mấy chai nước uống ơi. Tiền đâu kêu ba? Trời ơi, ông mà không có tiền đưa cái sợi dây cho mượn coi. Ờ, lớn nhất mua đi. Cái bằng cậu hiền rồi đó mua chứ ai. Ủa, bụng rồi đi đâu lớn nhất vậy, hết điện bạn luôn hả? Nguyên tắc rồi, lớn mà. Mình lớn thì mình phải làm gương đi chứ. Đúng rồi. Giờ không lẽ để con cháu nó mua cho cậu uống. Bây giờ vậy còn không chơi trò chơi gì, thằng nào thua đó trả tiền nước. Chơi gì? Chơi thẻ chai hay gì đó, hay là tủ xì gì đó. Ừ, thẻ chai đi. Ủa, bữa tôi thua ông là bữa đó tôi chưa biết thẻ thôi, bây giờ tôi thẻ mỗi cái luôn. Dữ vậy sao? Quá, ông thẻ 10 cái chúng được cái. Thì bữa là tôi chưa biết thôi. Thế là bây giờ thẻ giữ rồi gì? Ừ, bây giờ chơi đâu, muốn chơi gì? Giờ chơi thẻ thẻ chai đó, ông nói tôi chơi giữ không? Ừ. Tôi thẻ là chưa biết thua ai đó. Trời ơi, ông ghê quá. Nhưng mà hai mình chơi rồi thua rồi, bao nước kiểu này sao bắt nó vô chơi hết? Chơi. Ủa, chơi 4-5 người chứ. Chơi. Trời, tôi không sợ cậu á. Cậu, cậu, cậu phải cậu đâu sợ. Ừ. Thôi bây giờ mình đã chơi chơi kèo lớn luôn đi. Chơi gì cố. Chơi gì mà lớn trời. Bây giờ nói về thẻ chai này biết thẻ không? Trời trời. Thẻ chai mà không biết làm gì vậy? Mẹ biết thẻ không? Thẻ chai mà thấy đừng có nghĩ mẹ đi. Vậy thôi chơi kèo lớn không, bây giờ chơi một cái à. Chơi cái này là phê và hơn hút lào nữa. Bây giờ chơi thằng nào thua. Thính nách. Bây giờ chơi thằng nào thua. Thằng nào chịu không nổi nó mua nước luôn. Thằng nào chịu nổi thua đi mua nước luôn. Ừ. Chứ lớn luôn. Chơi không? Chắc cũng sợ cậu á. Chơi không? Không, mà xí xí. Ông bị hô nách cánh đồng hồ chết mẹ luôn bắt mình hửi. Thì hên xui, nếu mà mày thấy thua, mày nói mày thấy hay mà mày thấy không thua, tao thua tao hửi chết bà tao luôn. Đúng. Ừ. Nhưng mà mình hỏi một hỏi ông, mình hỏi mày không có hôi, ông hôi hửi là nó mới tắt tán ăn xỉu luôn á. Chắc mày không hôi không? Chắc. Bữa tao nghe vợ nói thằng này hôi giái bà cố luôn. Hôi giái thì tao đâu hôi tắt đâu. Còn ông hôi cánh. Mày hôi giái là ảnh hưởng lên nó chim cánh. Không có ông nội đâu, không hôi hết trơn. Chơi nè. Thôi, bước ra sân khấu. Bước ra, tôi sợ ông. A few moments later. Tao thấy thấy trước, cậu lớn cho con thấy trước. Tao thấy trước đặng cho tao hửi nó trước hay vậy? Thì cậu lớn mà lớn người ta kích nổi đứt thỏ. Đứng ờ, đứng nhà nó. Đứng bây giờ là đứng thêm vòng. Đứng vòng rồi ngồi té cái thấy vòng lại. Nếu tôi thua thử nó nắm đến bao. Ờ còn tao thua hửi mình. Anh mình kìa. Hửi phút thua hửi tôi. Ờ rồi ngồi. Rồi đổi đi, đổi đi. Đổi ngồi thấy vòng lại. Một lát nó đổi. Lúc đó chú nó thấy vòng lại. Phúc mới nghe nói cậu bị viêm nách là nó sợ đi kêu chết mẹ rồi. Con đứng trước đây con. Rồi, vào đứng đây. Thua là hửi tôi, hửi tóc. Hôm nay dạy cho mấy anh này một bài học. Biết cái mùi mà nó phê hơn mùi thuốc lào là cái mùi gì. Ừ, thử đi. Đi Phan. Rồi tôi thấy lên rồi Mạnh nó hửi tôi hả? Đúng rồi. Là sao? Ông thấy ông vô hửi nó. Tôi thấy ông vô rồi nó thấy không vô nữa thì sao? Nó thấy ông vô thì cứ hửi qua hửi lại vậy đó. Qua vòng, qua vòng. Thì nó thảy vô tôi mới hửi chứ. Ừ, đúng rồi. Thảy vô mới hửi không? Ừ. Ờ, ok. Cho vậy cho nó đỡ. Bây giờ ông thảy học, tôi thảy học là... Ông không hửi tôi. Ờ, là quen. Còn nó không học, nó cũng không thảy tôi. Ờ, ok. Thôi. À, mới hở dở lên mà nghe mùi rồi đó. Lăn nắp đi. Đi ông sáng cố giờ. Ông cố giờ sáng giờ. Đi sáng giờ mà nắp nó... Thôi, vậy giờ thảy vô là được người khác hửi hả? Đúng rồi. Cái tướng là biết hết vô rồi. Đúng không? Có theo dòng mới rồi một cái. Hai đứa này. Ủa, sao? Hai kia nó đòi thích solo với nhau. Đừng có trúng đi. Rồi. Mày xong rồi. Ủa, thằng này. Ủa.
Tôi thấy là đúng rồi. Đứng mũi vô đây. Hít đi. Rồi rồi. Mày xong rồi. Để nó cao lên. Mở tay ra. Hít mồ hôi thật sâu nha. Trời ơi. Mày ăn chi nữa. Cái này có bị hơi cắn không chẳng. Cái bị hơi cắn vô. Còn nữa thôi đâu. Rồi, lấy bước lại tiếp đi. Rồi, quay vòng lại. Cô đợi đèo hôi chắc. Mày thấy đứng á, mày mấy quề. Mày thấy đứng quề. Ông cô đợi đèo hôi chắc. Chị ơi, không chơi nữa. Chết đi. Ba nó hôi, bà cố đội luôn. Trả thù lại, trả thù dân tộc. Con hoài thương đấy. Chồng không hôi chắc đâu, ai hít thử đây. Má chết rồi. Chồng nó lẽ nó thối. Ủa, ông thắng mà. Thắng rồi giờ. Thì ông này hãy thắng rồi. Rồi, hứa nữa. Đó, đâu hứa. Thôi nghỉ, không chơi nữa. Má nó thui lắm một nội ơi. Phải chung. Tới cái vòng này mà. Chơi mày chồng hẳn. Tới cái vòng này. Lấy cái chạy lằn đất đi. Lấy cái chạy lằn đất đi. Bên này không có thúi đâu. Nhìn lòng ta. Không có thúi đâu. Hết chứ còn đè vô nữa. Bây giờ đừng đè vô. Đây, cho đó, mày cầm cái áo cái áo. Dạ hả? Ờ, đó, vậy đó, vậy đúng rồi đó. Ừ, vậy đó mày hít một cái nữa hỏi luôn á. Ừ. Thấy cục tức luôn rồi. Không có đâu. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai đạt ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Oh. Bây giờ mà mày chịu không nổi là mày đi mua nước đó. Quá dòng, quá dòng, quá dòng. Quá dòng cái con chiêu đó. Ha, à, đụng mấy ông hơi cánh chết mẹ. Cái đứa không biết thảy không vô rồi. Ông phố nội này hôi nắp dữ trời lắm. Rồi, thảy tiếp. Cậu cấy cao lên. Cậu thấy cao vậy nhẹ thôi. Sao dở dữ trời. Anh Phúc phải hay vậy ta? Bình xanh à. Bay ơi. Bình xanh này vô. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi. Không tốt rồi. Không tốt. Bình xanh à. Một nồi. Mày xong rồi. Mày vô mẹ. Đúng rồi, chuyện qua giờ chưa tóc. Đưa cái ống, cái tay áo, cái ống ra đây. Ờ, vậy đó. Qua giờ chưa tóc. Tôi biết cái cảm giác với người ta. Qua giờ tôi có tắm đâu mà. Tôi muốn ối nói gì ai. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tôi gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Mày gớt rồi Phúc gớt nữa là con gái đi ra con để ba cho chú Phúc. Giờ mà anh bà được cái là anh Điền gửi nát anh gửi nát giờ đúng chưa rồi, chú Điền đúng rồi. Bây giờ phải chưa rồi. Rồi. Rồi đúng không à, chơi đúng không đợi bà gái đi luôn chồng thôi chồng em nè hư hên quá ôi mày kìa mày đứng cho nó hử mày lại kìa ở trong mặt mình thấy gì sao hai cái này hử nữa này. Tôi tập hổng gài rồi. Khó 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 chết mẹ mày rồi con. Cậu tên hay mẹ.
coi nách mà không đi giờ sáng giờ ngoài nắng không nữa. Vô mời. Trời ngu lấy tiếng ơi. Trời ngu lấy tiếng. Vô vô vô. Đi ngủ đây. Vô vô vô. Chưa hỏi bỏ rồi. Hút nó đi. Ông Phương này ông hồi nên nách dữ trời lắm. Vô vô vô. Hít vô, nó vô, đi vô. Em. Hút nó đi. Mai là tôi. Lẹ em rồi. Câu hồi gian nha. Lâu quá. Lẹ lên thôi. Lẹ đi. Hồi hết. Vô. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Tình ta mênh mông như biển trời, nhưng chí chàng còn rộng lớn hơn. Mình không có hơi nách cũng hai cha này hôi nách ba cú nổ luôn. Bây giờ chịu thua chưa? Tao chịu thua. Sorry. Ai chịu thua rồi đó đi mua nước. Gắn bụi luôn á trời. Ông rồi này đứng đứng góc hôi ghê. Chịu thua chưa? Chưa. Chưa mua nước nữa đâu. Chưa chịu thua. Bây giờ tới lượt tao với ông Phúc rồi. Đúng rồi. Tao đúng rồi. Phải xây lại chứ. Rồi con nhường cậu cho trước á. Cú này ông hồi ghê thiệt chứ. Nè. Rồi, xong rồi. Ừ, mày xong. Rồi phải có người hưởng cái đi. Trời ơi trời má. Tao cao lên. Sao thế? Không được. Thúi giống nhau hết á. Vậy còn trọng cái nào? Cái nhau luôn. Cái nắp bên phải nó cử động nhiều quá là nó gào mồ hôi nhiều quá. Nắp bên trái đi cậu. Mày thửng đây nào. Đủ thịt hai tay. Vậy là hai nắp thúi bằng nhau. Bây giờ cú đuôi. Cú đuôi nó bu luôn nè. Mày thửng hai tay vậy nắp nào cũng thúi vậy thôi. Thử giá vậy. Thôi lỡ rồi thua. Cái nào? Vậy còn trọng cái nào? Thấy con ấy mình nghĩ đi khỏi. Thì câu nghĩ câu nghĩ đấy. Thổi chơi nước bây giờ không đâu? Biết không cần biết nha không biết nữa trời chưa gì cũng tưởng cậu chịu thua nè. Dạ nó lên mấy nào cậu cho mấy nào cũng phối ngang nhau à. À vậy là bên này phối bên này bên đó không biết gì bên đó nó xuống vậy này là vợ con nằm ở đây không á. Vợ nào thương quá á. Bên đây đi cậu nè đi ông cố ơi không à không ở này con nó cũng vợ ngay con này luôn rồi đó đúng rồi. Hấp vô mạnh đó. Mạnh lên. Mạnh mẽ lên nào. Đưa đầu vô đàng hoàng nha. Trời ơi chị em ta kiếp này ha. Mình gặp nhau rồi kiếp sau mình đâu còn gặp nữa. Kiếp sau người nơi rồi biết có đầu thai lên người nữa không. Mà kiếp này á gặp rồi không biết giữ gìn để chơi. Chưa thấy trò chơi nào mà dơ như trò chơi này luôn á. Trời dơ lấy tiền. Hết hai tụi mày ảnh con đâu có đụng, con đâu có đụng cậu đâu. Con muốn trả thù không? Muốn trả thù với ông Phú không? Có. Nó thấy ghê. Sao? Cậu có thách đấu với con nữa không? Có. Nó thấy ghê quá. Bây giờ ông chị nó đi nó thấy nãy giờ chưa. Ông với hỏi là tới tôi với Mạnh nè. Nãy giờ nó chưa hử ai. Ông chị nó đi. Nó thấy hay quá. Ông thấy cũng hay, ông thấy nó đi. Thì chết đi. Đừng anh Phúc, đừng. Cho nó thúi dây dẫn rồi ta. Ôi, mày hay mày. Mày xong rồi. Xong rồi. Rồi. Ông này cũng có được cái gì đâu. Thua. Ôi ơi. Đồ ngu, đồ ăn hại. Út mẹ. Ai ốt đi mà. Xem đứng rồi. Ông bên ai vậy? Đâu quá. Mình tụi sao xem đứng bởi vậy? Thấy hết hồn. Ôi. Cố lên Phúc. Nhìn tướng là thấy không xong rồi. Thấy không ra gì rồi. Không có được đánh thức tâm lý của người ta. Cố lên đánh bao. Cố lên. Trời ơi, nó đánh không vậy.
không nên đánh thức tâm lý của người ta. Yên tâm, nó có đứng từ thổi nó lật xuống luôn. Ê! Bây giờ chơi gian quá à. Thấy tôi khớp, đâu thấy đứng được đâu. Xuống quá. Trời ơi! Mày hả? Mày xong rồi! Rồi rồi, mày xong rồi. Tao nói trong này 10 năm chưa cạo cái gì á. Người ta kiểm tra coi có nó chịu ít nhem à. Có mồ hôi bọt á. Đây đây đây, nó chịu ít nhem à. Có giả rồi vậy. Ta kiểm tra vô quá á. Có đúng hồi nào không? Trời ơi trời. Trời ơi, chị không nổi. Vô. Em nói anh Phúc rồi. Trời ơi, có là anh Phúc làm gì mà. Ở đây mình nghe mùi luôn rồi anh. Đi ghê quá à. Người ta hửi mình cảm giác sung sướng sao bây giờ. Đây là chưa hửi ai đúng không? Lẹ đi chậm lên. Trọng tài đứng dưới gió cũng mệt lắm rồi đó. Cậu đứng yên. Thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu. Anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi như vậy. Cho biết cảm giác với người ta này. Mồ hôi không lấy chân nước luôn á. Trời ơi, đã thúi mà cùng nước nữa nha. Chịu thua chưa? Cho biết cảm giác với người ta. Con không thua. Không thua, chơi tiếp. Hai người chơi tiếp. Thế ai ai? À, bắt cặp chơi mạnh, đi. Anh Mạnh Duy. À, anh Mạnh Duy cầu bảy kìa. Ừ. Anh Mạnh Duy. Rồi bên Điền mới chơi rồi. Được rồi anh Mạnh. Điền chơi, chịu thua đi. Bỏ ra 50 ngàn, mua có 5 chai nước thôi. Mà không chịu. Mày tiếc tiền hả con? Mày không chơi muốn hả? Đi rồi. Rồi rồi, mày xong rồi. Mày xong rồi. Tại con gái mày kìa. À được rồi. Tại con gái mày xô tay nó mới đặt xuống kìa. Cái trái nó không tính. Cái gì? Cái nó không tính không? Hứa. Trời ơi. À, tôi biết cái này thua rồi. Cái mắt, cái nách thằng Mạnh nó đi gãy ra sáng giờ mới thúi mới giữ. Mày về chắc cái thay mũi luôn đó. Cái gì? Cảm giác như thế nào khi mình nó nẻ sạch lắm. Trời ơi, nách ốc kè cái ở lông nách dài thòn. Bên nào thối? Bên nào cũng thối giống nhau hết á, không có bên nào thơm. Ông bạn có bị viêm son không? Hết cái hết cái này thì hết luôn á. Không, cậu qua chơi nách điền này, nách điền vừa thối mà còn có nước. Qua đây. Hết đâu. Nhanh lên còn kịp. Thôi con em ta thua đấy chung tiền đi. Ờ chị thua thì mua nước. Chị thua thì đưa 50 ngàn mua nước. Sao 50 được? Ở đây bao nhiêu người mà sao 50? Nãy giờ mày chơi 50 rồi. Không phải giờ ly có 10 ngàn hả? Lấy 10 ngàn à? Lấy 10 ngàn đâu được. Đúng. Ly này 20 á. 20 đúng không? Thôi thua luôn. 100 ngàn. 100 ngàn. Nó giao kèo 50 thua rồi. Còn 50 nha này với số rồi. Rồi thua rồi. Vậy là giờ cầu chị thua đúng không? Chị thua. Giờ là hai mày chơi. Đúng rồi. Hai mày nãy không là kêu hai mày solo đấu với nhau mà. Đúng rồi, anh ấy. Đấu nói nào. Hai mày chơi đi. Còn với cậu Tố không? Đặt luôn cái gì? Chơi luôn, theo luôn. Bắt bắt bên Ly á. Bây giờ chơi nè. Nếu như bây giờ thằng Thải ở bên cậu bảy không? Ly bên anh Phúc không? Nếu mà Ly Thải vô là giờ vậy đi. Thải mà thắng Ly á là anh với lại anh Điền. Hửi cậu bảy với lại hai chai nước Mạnh chung nước nữa vẫn Ly phải hướng đến em đúng đúng rồi bên đây thua thì ngược lại đây ăn á thì bên kia phải ngược lại chơi không ai đâu mày trước chung em hai ly nữa ờ chơi mày chơi mày chắc mày trước luôn chơi đúng không khỏi chấp người nào cũng thấy cái hết trơn á đi đi con đi chơi đây mày thắng không à tôi thắng tao có quyền người ta thắng người ta muốn làm gì người ta làm chứ trời mày cái gì mày đã chưa mà trước đâu không, rồi không, à, đúng rồi mày chơi là phải nét chơi là phải nét mày á.
Sao bữa mày lại không dính cá nợ vậy rồi? Bữa chơi rồi chơi mày khỏi đứng một cái luôn. Tới lần này tôi quay tới thua. Cái xe này hình như mình chọn nó hơi không biết có đúng hay không, nhưng thấy 50% thua rồi. Chắc rồi đó. Hãy đây nhiệt tình đi lấy chưa mà sao thua được, sao thua được anh đừng đánh trong mấy bộ anh. Trời đất ơi là trời. Bà đây một lần nữa thôi, vô vị đi cậu, vào vị trí con nhỏ này lại đây coi. Muốn thua dữ chờ lắm. Vào vị trí chứ. Mày giao rồi. Giao gì? Mày ở đó. Nó đây không có ai mà nó bằng cái nó đó luôn. Cái này là lộn. Bây giờ mình chơi lần đi mình chơi lần nữa. Mình đứng xếp hàng luôn được không? Mình đứng xếp hàng mình làm mình lượt chơi được không? Cái nó này là y như là cái ống cống luôn á. Cái mùi cỡ đó. Kia đổi nách qua bên kia cho đồng bộ luôn được không? Còn hơn là cái ông cống nữa. Kéo đi, cái này phê hơn thuốc lào nữa, kéo đi. Trời ơi, nách nó lông nách trong này ghê đó. Kia nó có mấy cọng mà. Thua mấy cọng. Mấy cọng gì? Không qua đổ con bãi nè. Qua đổ nè. Xỉu luôn. Đổ ăn đi. Cái xỉu luôn á. Thua phải chịu thôi. Ai biểu anh rủ ra chi? Từ từ lớn tới nhỏ lẹ đi. Trời. Tính ra nãy tự nhiên mình chơi mình bắt kèo chi. Đúng rồi đó. Mình đang ăn luôn. Anh đi. Bữa thấy nó thảy khỏi đứng một chai luôn. Trời bữa chơi đó đó. Đó, ông tin đứa đó hoài à. Vô. Nhanh nào. Bây giờ không ngờ, nếu không hở thì bỏ ra 20 ngàn. Đúng bỏ, vậy. Bỏ 20 ngàn chú hai cho nước đúng không? Ừ. Rồi, chú hai cho nước. Trời ơi, yếu à. Yếu. Mình chơi vậy nó không phải lay anh. Không mấy kêu. Mình phải làm nhát nữa, mình chơi ngược lại luôn. Chơi ngược lại tí, con ngược lại cho chú. Phải lay. Phải gỡ chứ. Rồi vô. Đến 1, 2, 3 cái luôn ra. Trời, kiến kìa. Mày lẹ đấy. Mày kiến bộ gì đi. Thì cái mày chơi mày ha, chơi với mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận, tao rất là hối hận vô cùng luôn. Tao nói thiệt với mày. Mày chửi ông lợi tao giờ mày đem máy ra hả mày? Trả hù dân tộc được rồi. Ta để tập thử ai chơi đẹp. Rồi mình gỡ lại được rồi, thấy mình nghỉ về thôi. 50 thôi nãy. 50 thôi nãy. Đi qua đây rồi. Chân vàng quá. Chân vàng quá. Trừng vàng khổ chả. Ủa 50 nãy ông thua rồi mà. Ông lấy mất tiêu rồi. Ông thua nãy 50 riêng rồi. Ủa rồi tiền ai giữ? Ông mới lấy bỏ túi rồi kìa. Ừ. Rồi cuối cùng hửi đất cho đã rồi nước cũng có uống luôn. Kì vậy? Trời ơi, 7 ngày chơi không phải lay rồi. Thiệt cái chơi vậy ai chơi lại? Nhưng mà hửi đất cái gì được. Anh nói thiệt cái nách của mày nó thiệt. Anh có thể mà anh tưởng được luôn á. Mà tôi nói không có cái nách ai mà nói như cái nách ông 7 vậy á. Cái nách ông thúi nhiều hơn cái ông cống nữa. Ông này vừa thúi mà vừa ướt nữa kìa. Ê, ông mày lại kìa.